Vâng, lời đầu tiên thì cho em Cường xin gửi lời chào trân trọng nhất quý anh chị em. Ngày hôm nay nhà em Cường mới về thêm một chiếc Accent 2019 bản ATH. Đây là bản cao cấp nhất đây quý anh chị em ạ. Đó, quý anh chị em có thể nhìn qua này. Chiếc xe rất là đẹp luôn. Một màu ngoại thất là màu đỏ nhá. Rất là sáng luôn. Anh nắng vào này, nhìn mọi người có thể nhìn thấy này. Đẹp cực kỳ luôn. Đây, đến giải đèn đây. Có được giải đèn LED ở đây này. Cụm đèn của Accent này. Đó, mọi người nhìn thấy này. Đẹp không ạ? Phong cách không ạ? Đó, đèn gầm này. Có những cái đường viền mạ chrome ở đây. Đó, tôn lên vẻ đẹp của nó. Cái mặt các năng này theo em Cường thấy thì em Cường ví như là viên kim cương ấy. Có những cái giải này này thì trông rất là sáng bóng. Đó, logo thương hiệu nhà Hyundai rồi. Anh em mình đi quay một vòng xe đi. Đây, xin nhan tích hợp trên gương. Có những cái đường viền này. Đường viền này rất là bóng luôn, rất là mới luôn. Đây, em Cường thích nhất cái gì ở con Accent này? Thứ nhất đó là về hình ảnh đằng sau này. Đó, thiết kế rất là thể thao, rất là phong cách luôn. Mọi người thấy này. Còn về những cái na răng này, rất là nhìn khỏe khoắn. Thật sự một chiếc Accent bản ATH này thì rất là đẹp luôn. Thể thao, phong cách, khỏe khoắn, chắc chắn. Đó. Đây, có những cảm biến đằng phía đằng sau này. Những cảm biến phía đằng sau này. Camera lùi. Đó. Đó. Hơi ngược nắng một xíu nên là nó quay nó không được sắc nét. Đây, cốp rất là rộng rãi luôn. Bên em thì luôn luôn cam kết chất lượng bằng văn bản cho quý anh chị em nhá. Không đâm đụng, không ngập nước, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm sắt xi, không bổ máy, hạ máy. Đó, cam kết bằng văn bản cho quý anh chị em luôn. Và bên em thì luôn luôn nhập những dòng xe đã qua sử dụng về. Quý anh chị em nào mà có nhu cầu cần bán xe thì cũng có thể liên hệ qua em Cường nhá. Số điện thoại của em Cường là 0964 770 828. Đó. Đây, từng con ốc luôn ạ. Đó. Rồi, đi vào trong nội thất xem chiếc xe này có những gì nào. À, từ từ, đây. Mức tiêu thụ nhiên liệu đây, mọi người có thể nhìn qua này. 5.8 lít được kết hợp này, 7 lít trong đô thị và 5 lít ngoài đô thị. Ôi, chiếc xe này rất tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đó. Vào bên trong nội thất đi. Đây, hai màu chủ đạo chính của nội thất đó là màu đen và màu kem. Rồi, cái trước tiên em Cường vào xem thì em Cường luôn luôn xem cái này. Xem có bị xước nhiều không, có giữ gìn không. Đó. Có vết xước nhưng mà được bọc cái này rồi nên là tránh được xước cũng là hơi nhiều đấy. Rồi, vào bên trong nội thất đi. Ôi giời ơi, đúng là phiên bản cao cấp nhất có khác. Đầy đủ trang bị luôn. Như đàm thoại rảnh tay này, cruise control này. Đấy. À, đèn auto, gạt mưa auto rồi. À, hệ thống màn hình giải trí này. Cũng như là hệ thống điều hòa. Cần số đây. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Mà đặc biệt hơn nữa nhá, con xe này 2019 đến giờ mới chỉ đi 3.4 thôi nhá. 3.4 chuẩn zin đấy ạ. Đây, những vết hao mòn trên vô năng đây. Đó, 3.4. Đây, em quay qua ghế cho mọi người xem này. Còn mới không? Đó, ghế này thì về nhà em thì bọn em chỉ là đánh qua cái ghế thôi, cho sạch sẽ thôi, chứ không làm gì cả. Để nguyên xe như thế. Có cửa sổ trời này. Để nguyên xe như thế, xe có như nào bọn em để nguyên như vậy. Đó, mọi người có thể nhìn thấy nhá. Rất là đẹp luôn. Hàng ghế thứ hai đây. Vào từ ngồi thử nhá. Ui à, thoải mái không đã. Em cao 1m7 mà cách cái trần này cũng khoảng độ hơn 10 phân nữa đấy. Rồi, có thảm trải sàn rồi. Chống bẩn rồi. Rồi, hàng ghế sau đây. Đẹp luôn. Hàng ghế sau có vẻ căng hơn, có vẻ nó ít ngồi hơn hai hàng ghế trước. Đó. Xem qua một máy một tí đi. Xem là máy con xe này đã như nào rồi. À, để em để nổ lắm nhá. Xem qua máy một xíu. Đây. Trời ơi. Kêu thút thít như gái 18 luôn đấy ạ. Đây. Máy này. Từng con ốc luôn đây.
Đó. Đây phòng máy của chiếc xe này thì bên em đã dọn dẹp qua rồi, sáng bóng rồi. Anh chị em đến thì nhìn nó rõ hơn. Nếu quý anh chị em nào quan tâm đến chiếc Accent 2019 bản ATH này có thể liên hệ với em Cường nhá. Và lời cuối cùng thì em Cường xin kết thúc video tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.